khét mà nó bị chín ở trong, ở ngoài nó dây nó chín, ở ngoài nó khét nhưng mà ở trong nó chưa chín, không biết sao luôn. Giờ anh sẽ lấy ra cắt nhỏ rồi mình nướng bao nhiêu ăn bao nhiêu. Ok. Cái lửa này nó bị áp hay sao á, em thấy nó chưa chín mà sao mà nó vẫn khét hả? Nó gần quá chứ. Nhưng mà nó chở liên tục hoài. Bất thành. Cái này khói quá. Hôm nay là không xong rồi đại dương ơi. Cả nhà đấu thử ngày hôm nay Song Thủy bên Caramel có gì để ăn không? cái này làm nhớ cái vụ án con gà bóng đen của Song Thủy quá. Có ngọt không? Từ khi ăn nha, tại vì nó hơi còn ít, không sao. Trời mưa thấm xong ăn đã ha. Song Thủy xin kính chào ông bà cô chú và các bạn đang xem kênh Song Thủy Vlog nha. Cả nhà ơi, hiện tại thì Song Thủy đang có mặt trên núi Cấm. Thì từ Châu Đốc mà Song Thủy di chuyển vô trong này thì cũng khoảng 40 phút thôi cả nhà ơi. Giờ thì mình đang trên núi thì cái không khí rất là lạnh. Tại vì ở núi Cấm thì bà con thường là ví là giống như một Đà Lạt thu nhỏ tại ở miền Tây vậy đó. Giờ thì Song Thủy ngày hôm nay thì đang trong cái mùa mà nước nhiều, và vì là mưa nên là trên núi Cấm sẽ có nhiều con suối. Ví dụ như là ở khu vực núi Cấm thì có những cái hồ là Ô Tắc Xa cũng có nè, hồ Bà Đập cũng có nè, rồi suối Thanh Long, rồi suối của một cái khu vực nào nữa mà Song Thủy cũng chưa từng đi đến, mà lần đầu tiên thì Song Thủy đi đến suối một cái suối ở núi Cấm là suối Thanh Long. Mình ở Châu Đốc cũng lâu á, nhưng mà nói suối Thanh Long chứ cũng chưa đi lần nè. Đẹp quá. Wow. Cả nhà đẹp không? Đẹp ha. Cả nhà thấy nước suối thiên nhiên á, sẽ đổ từ ở trên núi đổ xuống dài như thế này nè. Ở đây thì mình đi ở trên này thì cũng khoảng từ ở dưới chân núi đi lên đây cũng khoảng mấy cây số thôi, cũng chưa có cao lắm. Đây là mùa này là cái mùa suối đẹp nhất cả nhà, nước nhiều và trong. Nó rất là đẹp, giống như họ thác Bản Dốc ha. Ở quê hương Song Thủy là ai mà muốn đi tắm suối thì tranh thủ nha, tại vì mùa này là có nước mà. Nếu mà mình đợi qua vài tháng nữa, một tháng sau rồi chắc cũng hết nước nhiều á. Có nghĩa khi nào mà hết mưa là hết nước quá vậy. Đúng rồi. Tại suối này đó, nó là cái hồ trên núi đó, hồ cao á, khi mưa thì nó đổ xuống. Ừ. Những tháng khô thì không có suối đâu. Hồi mát quá. Mà mình đi lựa một hai đêm trước mà có mưa nhiều á thì suối sẽ nhiều hơn. Nghe dự kiến ở trên này thì chắc Song Thủy ở khoảng 1 đến 2 hôm để mà mình chia sẻ cái không khí ở trên này. Thì ngày hôm nay thì khách thì đến cũng trên tắm trên này thì cũng tương đối thôi chứ cũng không có nhiều. Vậy là mình phải đi. Đây là con đường ngày xưa trước khi mà có cái xe lữ hành hoặc là cái cáp treo gì. Thì bà con sẽ thường đi ở đường như nè, như bậc thang này. Và hiện tại bậc thang này cũng có nhiều cô chú gánh măng á, rồi gánh mít nè, gánh sầu riêng. Mình đi đường này qua hả? Cái đường, cái bậc thang nó hơi cao cái nha, nó làm cho mình đi dốc á, mình hơi thở hơi mệt. Ở đây thì bà con tạo những cái tượng thờ cúng rồi ra sao chụp hình luôn. Cái này gọi là vô ông hổ. Vô ông hổ. Suối Thanh Long núi Cấm. Đây cả nhà, mình sẽ đi xuống đây. Ôi mấy đứa nhỏ nó tắm quá trời luôn kìa. Wow, nước đã ha, mát ghê. Em nghĩ là nước suối này nó lạnh giống như đá. Đúng rồi, mát lắm. Ô, lạnh lắm nha. Nhưng mà trong lắm anh ơi. Trên này mà nuôi cá coi hoặc cá tầm chắc là đã ha. Này chắc phải mình liên hệ với Ái Mí đi bờ đi, đầu tư ở đây nuôi cá tầm. Tại vì á, suối Thanh Long là nó chỉ có vô mùa mưa nó mới có suối này thôi, chứ mà nếu mà không có mùa mưa thì nó sẽ cạn á, cả nhà, nó không chảy liên tục như vậy luôn. Ở nhà thấy mình đi qua bên đó được không ta? Được.
Để em xăm. Cởi cởi giày nha. Xăm quần lên. À, cái suối này thì cái độ ít nhiều tùy theo cái mưa một hai bữa trước thì đêm qua nếu mưa lớn thì hôm nay thì nước sẽ rất là nhiều. Cái này hầu như là nó là hoàn toàn là thiên nhiên nên là mình sẽ không có xâm lấn gì nhiều cả nhà đó. Qua wow, lạnh quá. Qua wow, mát quá. Lạnh luôn á. Nước trong quá hả? Đã quá. Đây suối Thanh Long nước cấm. Cái này là mình xuống mình đi lên trên núi đúng không? Nếu mà đi mà xuyên băng rừng á, thường á thì băng rừng rồi mấy cái trải nghiệm á, mình đi băng rừng thì chắc đi bằng cái con đường này nè. Thôi coi chừng sâu nha. Ở đây thì có nhiều khi nó trơn á, trơn á, rong á. Nhưng mà lạnh quá. Ôi, trơn lắm. Đây là rong nè. Có rong mà, rong xanh mà. Wow. Rong cái gì? À. Nó mạnh lắm. Có đi mình đi chỗ chỗ đó cái đá sáng nè, là nó không rong, còn đá xanh xanh nè. Đá xanh xanh là có rong, rong nó trơn đúng không? Em đi được không? Đi từ từ thôi. Đi nhớ vịn mấy hòn đá trên đây nè. À trên đây thì nước nó không vịn lạnh. Đây trước, anh vịn trước đi. Em đi trên này có kẻ nè, có cái gạch nè. Có cái suối đó, nó không có sơn nè. Không, cái này nó có bán. Rồi, sơn nha. Wow, đẹp vậy. Trên đây thì nước chảy đẹp hơn. Dưới kia thì cái nó rộng quá. Ở đây những khe núi nè, nhìn đẹp thế thôi ha. À. Cẩn thận nha. Ơi. Này nhớ cái cảnh lần đầu tiên mình đi bắt ong á. À. 30 tháng 4. Đúng rồi. Nhưng mà đẹp quá cả nhà ơi. Cái này anh nhớ hình như hồi xưa nó nằm lên tắm lần. Ngay dưới này nè. Hả? Ủa nằm ngay luôn nằm hả? Ngay dưới này tắm luôn, rất là đã. Nước từ trên chảy xuống. Ồ. Anh nghĩ trong nghĩ nên tắm quá à. Mát lắm á, không tắm đủ lắm á. Lạnh lắm, sợ lắm. Cái này là tắm mà giờ này là bệnh luôn á. Dạ. Lúc còn nhỏ mình nằm ở chỗ này cái gì? Tắm đã lắm, cái nước nó sẽ đổ cái trang đầu luôn. Sông Hỷ là hầu như là 30 năm nay là Sông Hỷ ngày nào cũng tắm ấm hết trơn cả nhà. Nếu mà tắm lạnh như thế này là dễ bị bệnh cảm liền luôn á. Ở đây là nói chung là cái độ lạnh là nó cũng tương đương là hơi hơi lạnh khoảng bao nhiêu độ C ra hả? Nó rất là lạnh luôn. Mình đi lên tiếp nè, đi được không? Đi lên đây hả? Ok. Chậm chậm thôi nha, từ từ thôi. Cẩn thận rêu quá. Được không? Ao. Trên này thì nó không có chạy như xếp như ở dưới à. Cái này thì nó tà tà thôi. Để mình coi cái nguồn từ đâu hết xong rồi nha. Cái nguồn chắc từ trên nữa. Thấy mệt hả? Ừ, cái này có lá à. Lá lốt hả? Lá lốt. Lá lốt này ăn với thịt bò gói nướng. Này lốt rừng nữa vậy. Ăn rất là bổ.
không sợ thuốc bảo vệ thực vật. Coi chừng nha. Nước sẽ len lỏi từ từ chứ không phải. Nó chỉ dốc khi mà từ đây thì lên xuống dưới thôi. Ở đây sao người ta chặn lại đây ha? Để chặn ngăn lại con nước hay sao á? Cái dòng nước á, người ta chặn lại nè, để cho nó bớt cái nước cho nó xuống rất mạnh á. Mát. Trong lắm cả nhà ơi. Nước này mình uống được luôn á. Cái này gọi là nước suối nè. Ngày xưa thì có thể uống được, bây giờ cũng hên xui, tại vì ở đầu nguồn á có nhiều người ở. Với lại ở đây người ta bây giờ người ta trồng á, trồng cây cối á, nên là mình không dám uống, sợ nhiều khi người ta có những cái chỗ người ta phun thuốc á, mình uống luôn cái mình đi luôn. Ngày xưa ở đầu nguồn ít người ở vậy thì nước có sạch lắm. Khi mà giờ ở phía trên này á mà có người ở rồi á, nghĩa là nước sinh hoạt thế là nó sẽ pha lẫn với cái nước suối này. Nên không nên uống. Ở dưới em thấy mấy đứa nhỏ nó tắm quá trời luôn anh. Ngày xưa khoảng tầm một năm rồi đi đây lần không thấy. Nhưng mà em không có đi vô đây lần nào hết. Không có vô cái khu vực này nha, còn mà lối cấm thì trên bên kia thì có vô được nhiều lần. Ngày xưa đi với bà có một năm đi một lần nè, rồi đi núi cấm rồi, được đi chơi vui lắm. Còn giờ phương tiện đi dễ dàng hơn hồi xưa. Nhưng mà giờ mùa này đâu phải mùa du lịch đâu đúng không? Chỉ gần Tết hoặc là những cái lễ mới là mùa du lịch thôi. Còn những cái ngày này thì mình tranh thủ mình đi quay á. Giờ mình xin phép mình chia cảnh từ trên quay xuống cho quý vị thấy cái cảnh đẹp của suối Thanh Long nha. Hôm nay thì mình xài con máy quay nhỏ nên hình ảnh thể là không có rõ nét bằng cái máy cơ kia, mong bà con cô bác thông cảm nha. Cẩn thận nha. Đó, đi bên đây nó đỡ, đi bên đây nó đỡ trơn hơn nè, nó nhám. Đường này ui nó chừng chợt nha, chỗ này nó hơi chợt được không. Nắng lên lội đi lội đi quá đã trời bơi kìa. Nhưng mà cái này chắc là cũng không sâu mấy đâu, nó kìa nó nằm kìa, thấy nhỏ nó nằm nó bơi kìa. Trời ơi. Ui. Trời như tôi hết vậy. Mệt đó. Quá mát. Nếu mà có em bé thì nên tắm ở chỗ khu vực này nè, nó giống như một cái bể chứa hả. Còn ở dưới kia thì nó hơi dốc chút xíu. Rồi ở đây nó có cái chỗ chứa nước á, mình bơi được.
long xong mà giờ cũng đói bụng cả nhà ơi. Song Hỷ thì order một món thường thì gọi là ăn gà đốt, nhưng ngày hôm nay thì Song Hỷ chọn là một cái món là gà nướng, ăn mà ngay bờ suối này thì còn gì nữa tuyệt vời, trên cả tuyệt vời luôn hết cả nhà. Con gà này là nãy là mình gọi là con gà mái hay gà trống anh hả? Chắc anh không biết. Biết nữa không biết đúng giờ không nhìn ở trong mới biết con gà này gà mái. Gà mái à, đúng rồi. Một cái phần combo này thì sẽ có cơm nè, gỏi nè, anh có biết giá bao nhiêu không? Một combo gồm gà, gỏi, cơm là 400 ngàn. 400 ngàn à? Đây, ở quán cũng có chỗ ngồi, có bàn ghế đàng hoàng, nhưng mà mình muốn được trải nghiệm ngồi ngay giữa không gian rừng núi, đi camping cắm trại dân dã, nhưng mà mình phải lựa chỗ nha, tại vì có những cái chỗ là nó sẽ gồ ghề, tại vì trên núi mình muốn mà cái kiểu mà bằng phẳng thì không có đâu, nó phải trong trên, có nhiều khi có những cái phần sỏi to hoặc là đá to gì đó, mình phải lựa những cái điểm nào mà phù hợp nha, nhất là những cái điểm an toàn. Thì Song Hỷ là năn nỉ dữ chủ quán dữ lắm luôn mới lựa được cái điểm này. Giờ mình sẽ lấy con gà mình đem đi nướng. Con gà này thì con gà mái nha, nó cũng to, không biết là chín nổi không nè. Wow, anh cameraman thấy tình hình này chín không? Chắc có tầm nửa tiếng mới chín. Nếu mà bạn nào đi tắm suối á thì nên gọi chú quán làm trước, gà đốt khi mà mình tắm lên thì mình sẽ ăn liền. Còn mình với Song Hỷ muốn trải nghiệm là vừa đi suối tham quan rồi ăn luôn tại chỗ. Mình muốn cho khán giả thấy được cái cảnh mà nướng gà ở trên giống như là đi dã ngoại. Đúng rồi, cái này gọi là đi camping trải nghiệm. Con gà này Song Hỷ thấy là không biết là nó chín nổi hay không, tại vì nó cũng to, cái nhà nó cũng mập mạp á. Con này cũng khoảng chắc có 2 kg quá à. Thấy đùi nó cũng săn chắc cơ bắp lắm, như vậy ở trên này á. Gà đặc biệt là nó là gà thả rừng, thả núi, nó chạy tới chạy lui nên là cơ bắp nó cuồn cuộn à. Còn nếu mình ăn ở dưới á thì gà ta thì nó cũng săn chắc, nhưng mà nó trong nó giòn giòn, nó vừa vừa thôi, nó không có mập mạp mà nó cơ bắp như vậy. Nhưng ở đây là quán chuẩn bị cũng nhanh nha, nhanh lắm. Cái trong này thì thấy có cái mề nè, lá chuốt nè, rồi xả nè, rất là thơm. Này mình nướng đi xong rồi mình mà chở lên ha. Anh thấy khang gì là được chưa? Khang này kia là nó nóng nhưng mà mới quạt thêm nữa. Đây, dân giả. Hôm nay của ai cũng đi cho mình nên thì trải nghiệm mình nên. Thì ở nhà thấy mình kiểu mình là hòa mình với thiên nhiên. Ở sau lưng mình có suối, ở phía mặt mình trước mình thì là những cái cây trồng rất là mát mẻ luôn. Mà trên này thì nó tạo cái cảm giác cho mình thoải mái hơn ở dưới đồng bằng. Dưới đồng bằng nóng lắm đó nha. Nhất là mình ở dưới gần sườn núi thì nó càng nóng hơn. Mình đi lên trên này thì nó mắc rồi. Sáng này thì nó hơi âm u xíu thôi, nhưng mà nãy giờ lúc mà mình lên hình, mình quay hình cái tự nhiên ông trời thương á, cái cho nhiều ánh sáng đẹp. Song Hỷ thì đi xe ôm lên trên này, mình chọn gói, mình gửi xe dưới chân núi, mình mua vé vào thì một người 20 ngàn, hai người là 40 ngàn, chiếc ô tô 10 ngàn, và tổng cộng là vé vào cổng là 50 ngàn. Nếu mà gửi xe một ngày thì khoảng 30 ngàn đó. Rồi đi xe ôm thì mình hình như là có vé khứ hồi, hoặc mình đi một chiều thì giá dao động từ 70 ngàn đến 80 ngàn cho một đầu, là cho một người nha, tại vì một xe chở được có một người thôi. Mà ở đây đặc biệt cái là không có cạnh tranh giá phá giá, mà chỉ ai cũng đi với giá là 70 ngàn đến 80 ngàn thôi. Cái này thì nói chung là nó trải nghiệm thôi, vui thôi cả nhà. Ở dưới hoài buồn quá, ở dưới đi sông đi suối hoài buồn quá. Bữa nay mình đi lên núi,
Nhưng mà dự kiến là qua tháng sau thì Song Thị và anh Caramel sẽ có nhiều cái kế hoạch mới đó cả nhà. Tháng sau và tháng sau nữa thì nó sẽ có nhiều cái kế hoạch hơn. Mình một tháng này mình ở quê thì mình tranh thủ mình chia sẻ mùa nước nổi, vì năm trước á thì Song Thị đi Tây Bắc á, thì Song Thị đi xuyên về các nội tỉnh á thì không có chia sẻ được cái sống của bà con mùa nước nổi. Nhưng mà nên là năm nay mình cố gắng mình ở đây một tháng để mình quay, dù không có view nhưng mà vẫn rất là vui vì mình chia sẻ được tròn vẹn cái story là mùa nước nổi của mình. Ở đây mà mình, trời ơi, gió mát ghê luôn á. Ở đây tắm xong rồi ăn, rồi có đặt đồ ăn, hoặc là có những người á, người ta mua nấu đồ ăn ở nhà đem theo, rồi lên trên này gọi thêm một số món, có bánh xèo, gà đốt, cháo gà, đu đủ đâm, hoặc là cà phê, nước uống này kia, thì mình gọi thêm để ủng hộ cho chủ quán có thêm kinh phí. Tại vì á, cái suối này thì nó cũng là suối tự nhiên, ai tắm cũng được. Mà mình nếu mà mình đi qua cái suối mình phải đi vòng một vòng như nãy tới sông Thủy á, mình đi qua bên đây đó. Nhưng mà có một điều bất tiện là sẽ không có nhà vệ sinh. Còn nếu mà mình uống nước ở khu vực này thì sẽ có nhà vệ sinh hoặc là nhà thay đồ cho mình, cũng tiện. Cái này hình như cái lò nó cận với sông Thủy thì con gà nó bự quá, cách nghĩ thì phải đốt cắt nhỏ, mình cắt nhỏ ra mình nướng nè, cứ để ở trên này chắc nó lửa áp quá. Ở khét mà nó bị cho chín nè. Ở trong ở ngoài nó dây nó chín, ở ngoài nó khét nhưng mà ở trong nó chưa chín không biết sao luôn. Giờ anh sẽ lấy ra cắt nhỏ rồi mình nướng bao nhiêu ăn bao nhiêu. Ok. Như làm gì đi cho nó nhanh chứ để mình nướng nguyên con gà nữa. Cái này sinh tồn không được, cái nhà sinh tồn hấp lại. Nói chung một cái cách nướng nó mới chín gà bự được. Xong Thủy thì nướng không khéo gì mấy. Nên mình sẽ cắt cái nhỏ nhỏ ra mình nướng cho dễ ăn. Dạ, hành đậu. Chắc ăn sẽ mau chín hơn. Ok, giờ mình cắt đi. Tôi để này lâu lắm. Từ từ đây tới chiều chưa có ăn đó. Cái lửa này nó bị áp quá hay sao á. Em thấy nó chưa chín mà sao mà nó vẫn khét hả? Nó gần quá chứ. Ừ. Cái này nên mà nó chở liên tục hoài. Bắt hành. Cái này khói là quá. Hôm nay là không xong rồi đại dương ơi. Cả nhà đón thử ngày hôm nay Song Thủy bên Caramel có gì để ăn không? cái này làm nhớ cái vụ án con gà bóng đêm của Song Thủy quá. Con gà bóng đêm đang lùi á, đốt ba cây dừa. Cái đó là dấu án mà đầu tiên của Song Thủy luôn. Ủa anh, nếu mà nó áp lửa như vậy nó ăn có khâu khói không? Thơm thôi, tại cái lửa than không sao, sợ nó khét nhanh, trong chưa chín rồi. Chứ mà nó chín rồi là con ngon hết cái thơm mà. Hy vọng là nó chín nè ha. Quan trọng là nó không đẹp thôi. Nó mất tiêu miếng da luôn. Còn nếu mà miếng da nó còn ha, là nó như vậy. Nếu mà nó còn da thì nó chả như vậy. Nó khét hơi à, không khét nhiều. Không sao. Quan trọng là cái gì vậy? Tìm sự bình yên. Gì vậy? Đi sửa lành mà lại nướng gà này hết lành nổi à. Đau tim. Gì à, cái gì à? Có cái câu gì nè, cái gì à? Người khôn người tìm trốn lo sao, ta dạy ta tìm trốn gì đó. Chỉ là chín thôi. Hả? Chưa chín. Chín nó ăn từ từ được. Ở đây mình sẽ nướng nửa con nha. Ở đây nửa con nè. Nửa con này chắc để về nhà ăn luôn. Về hôm tới kiếm chỗ nấu lại con gà đó, chứ để đợi lâu lắm. Ôi ơi, cái phô câu anh Caramel này không câu rồi. Nó muốn gì khác rồi. Thường Thủy nướng hay á, tất cả đều khác nhưng phô câu không khác. Rất là mê phô câu luôn. Người nướng gà là một gì nhỉ? Nướng gà là một nghệ thuật, còn người nướng gà là một nghệ sĩ. Không phải nướng gà là dễ đâu cả nhà. Khó nướng. Cái nào chín không phải để bên ngoài đi, cho nó hơi nóng nóng thôi. Thầy thử ăn trước đi, để đói bụng rồi. Cây mắc quá. Cái này là chín. Cái khó gì cái cây mắc chơi luôn. Cái
con câu này mình phải cho nó cho cắm xuống trước. Cảm giác cái con gà nó không còn có độ bóng bẩy. Cái này được ha. Quan trọng ngon rồi xong ơi. Phải giữ rừng núi mà được gà vậy là ngon rồi. Nhớ cái kỳ mà đi bắt ong gà nước không chín đó mà. Không có lửa nó chơi nóng. Cái này em sẽ dành cái đùi cho anh caramel nè. Cái đợt mà đi bắt ong á là anh Hải nói là không hề chuẩn bị tâm lý nha, có thể là tối nay mình ngủ trong rừng. Nghe cái là muốn xỉu ngang liền, tại vì đâu có đường đâu về cả nhà. Trèo lên núi Già, bằng cả nhà biết là núi Già là nó nguy hiểm cỡ nào mà nó cao cỡ nào. Còn mà nếu mà đi đường suối mà lỡ mà có mưa xuống á là cái nguy cơ mà sạt lở núi thì rất là cao, nguy hiểm lắm, sợ lắm, lũ quét hết. Nên là rất là thương những cái anh mà làm thu hoạch mật ong á, mật ong khoái á, trời ơi phải đi băng rừng lội suối nguy hiểm lắm, mà giá hành cũng không có tới bao nhiêu, cũng không có cao gì mấy, thấy cũng giá cũng tương đối bình thường thôi cả nhà. Nguy hiểm, mình đi một lần mình sợ, về cũng không được, mà đi cụ ơi mà ở lại cũng không xong, lại là nói gì đó rất là khó luôn. Trước cầu thang kê rồi, cầu thang giờ nó đang chậm chứ. Nóng lắm. Như cái gì? Nguyên một chỗ chảo gà, nguyên một cái cây gà mà chỉ có một cái củ tỏi mà để mà cân bằng nó, ghê chưa? Mình thấy cái này á, cái này mà lấy củ tỏi ra là cái này nó nhẹ hủng luôn. Ghê thiệt luôn á. Phần chán. Rồi, cái này chín rồi nè, đúng không? Chín không? À, anh nghĩ xong hãy nên lấy một cục nào chín rồi cúng đất đai trước cái rồi trước khi mình ăn thôi. Ok. Bình thường đi rừng đi núi thì mình sẽ cúng thần rừng thần núi trước rồi mình mới ăn. Để vô chén hả? À, để vô chén hả? Mình sẽ để miếng cơm nữa. Mình nói như thế nào á? Nói mời thần rừng, thần núi, đất đai vô chập, thần vào bốn cảnh, ai ở xuống mặt khúc mại vùng núi này thì ăn được con phù hợp chứ đi thuận lợi. Con này con sâu đúng không? Con sâu. Thông thường thì đất đó, có thổ công, sông có hà bá, rừng núi thì có những thần rừng, thần núi thì những người phước mặt phước mài thì mình không thấy được. Nhất là núi Cấm là một nơi rất là linh thiêng. Ừ. Vậy mình sẽ để tạm, xong hãy sao ăn chén. Mình sẽ để tạm. Hả? Anh lấy cái mè trên caramel ha. À, để cho nguội đi rồi ha. Rồi chúng ta ăn dĩa đi. Ăn cái dĩa. Khổ công nhờ mấy bạn ở trên cao xa lắm. Đi bộ mệt lắm. Ở nhà không cảm nha. Mời cả nhà ăn cơm chiên này thì ở trên này là mình có cơm là mình đã mừng rồi cả nhà, tại vì khu trên này thì nó cũng là trước trên núi, mình đi di chuyển mình đi chợ cũng xa lắm. Để qua hai bên nó nóng rồi. Để gì? Mấy bé nãy nó bưng cho Song Hỷ á, nó bưng mà bưng cái từ trên đó mà nó đi xuống á, nó bưng cái nó chạy nó đi cà tưng cà tưng cà tưng cà tưng cà tưng, xong nó cầm cho nó ngọn nó đi cà tưng cà tưng cà tưng cà tưng chai coca,
lúc mà mình vui ra nó xì văng tùm lum hết trơn. Nhưng mà hương đây muốn mời anh caramel nhưng mà nóng quá, đợi xíu nguội ha. Thì ăn trước đi. Nó hơi bị đen rồi. Nhưng mà hôm sau mình sẽ lấy mấy cái phần đen, phần khác như thế này nè. Chắc là Song Hỷ là người lạ nhất ở khu vực này. Tại người ta ăn trong quán, không có mình ăn Song Hỷ lựa. Người ta nói là những người lạ lùng thường có lối đi riêng. Nhưng kệ, vui là chín, trưởng thành cũng là 10. Này nước chấm nha. Nước chấm mà thường làm nước chấm này thì muối, muối ớt rồi lá chút. Thơm cả nhà, mời cả nhà nha. Mời cả nhà phô khâu gà. Cái nào mà ngon nhất là mình sẽ ăn đầu tiên. Ở nhà hãy nhìn cái khía cạnh đẹp của nó nha, đừng nhìn cái khía cạnh mà xấu của nó. Khét thì cứ để qua đi. Thôi. Tính đúng không? Bây giờ chín chưa nha. Chín đều luôn rồi. Chín không? Chín. Em ăn thấy nó giật giòn, sụp sụp. Ngon ngon lắm. Cái này nêm ha, kiểu không? Vừa ăn thôi, cũng chưa có đậm, giống như không có đậm đà. Mình sẽ kết hợp ăn với cái nước chấm nè. Nóng quá. Mùi nướng thì ăn ngon thứ sắc nha. Như vậy là chín rồi nào. Cái này thấy không? Cái nước chấm á, chua chua, mặn mặn, ngọt ngọt, cay cay, thơm mùi lá chút. Nói chung mình ăn gà, mình chỉ nướng, nếu mà nướng nha, mình chỉ cần mầm ớt một xíu gia vị thôi, cho ở ngoài này thôi. Còn ở trong nó vẫn giữ cái độ ngọt của con gà. Song Hỷ thì quay về vlog thôi, đời sống thôi. Nên là mình ăn món gì thì mình quay món đó thôi. Ở trong cơm này nó có bắp, nữa là cả nhà, bắp Mỹ. Bắp, hành lá. Trời ơi, xuất sắc. Cái gỏi nè. Gỏi này thì chỉ có bắp cải thôi. Bắp cải với cà rốt thôi. Cải tím, bắp cải mình, cà rốt trong răm. Bắp cải là theo dạng gà đốt ô thum vậy. Em mời anh comment nữa. Cầm cái trước rồi, cầm dưới này nè. Cầm dưới này nè, comment đưa cái đường lao trên lao. Mời Thủy nha. Cảm ơn. Mời nhà nha. Cái tỏi. Thơm không? Thơm mùi lá chút không? Đây đốt chỉ ớt là mùi lá chút nè. Hơi ngọt nhẹ. Đúng rồi. Do thời kỳ miền Tây mình đó. Nhưng mà những cái hơi ngọt nhẹ nè. Mấy ông nhậu khoái. Mình ăn mình cảm nhận được cái độ ngọt của thịt gà. Chứ không phải là độ ngọt mà của cái gia vị. Đường nó có gì không? Anh nghĩ này chắc chỉ ướp bằng đường thốt nốt. Nó thơm nhẹ đường thốt nốt. Bởi vì nó cái màu của nó cũng đậm hơn, sậm hơn. Nó đẹp hơn khi mà mình nướng á. Đây cả nhà, đây là tỏi. Tỏi này là tỏi nướng mà không biết chín hay không. Cái cách mà chị làm là giống như gà đốt vậy đó, nhưng mà không có đốt, không có nấu trong một cái nồi mà mình sẽ đem ra mình nướng đi. Mấy anh xe ôm chở Song Hỷ lên thì Song Hỷ cũng tạo điều kiện, thay vì là Song Hỷ sẽ thuê chọn gói và đi với Song Hỷ.
như quay chia sẻ, nhưng mà tạo điều kiện là trong cái thời gian mà Song Hỷ ăn, Song Hỷ quay một điểm thì cho các anh là chở khách để tới lui, có thêm thu nhập thêm. Khi nào mà Song Hỷ về thì Song Hỷ sẽ điện tầm nửa tiếng cho anh chuẩn bị chạy lên đây giúp Song Hỷ đi qua điểm khác nữa. Mình tối nay chắc mình dự kiến là mình sẽ ở một cái khu vực ở trên núi. Không nhìn mọi cái này dở lắm, mát lắm. Nhưng mà có một cái là mình hòa mình với thiên nhiên á, là mình sẽ nghe được cái tiếng là tiếng chim, tiếng dế, tiếng ảnh ương, nói chung những tất cả những loại côn trùng. Xong miếng gà, ăn miếng gỏi. Gỏi thì cái kiểu mà ớt, cái dạng mà chua chua ngọt á, nó thấm vào vậy chúng ta nhỉ. Trong không gian này mà nếu như mà cả gia đình đi tắm suối rồi ngồi ăn chả biết nhất cái này rất là vui luôn. Nước cơm mấy đứa nhỏ vừa cho bé tắm vừa cho ăn tại chỗ. Lúc trước là nhà Song Hỷ là cũng thường đi lắm, nhưng mà Song Hỷ thì không có đi này, không tham gia, tại mình không biết bơi. Với lại lúc mà mình không làm YouTube mình làm biến đi lắm, đa số mình ở nhà không à. Chỉ khi mà mình làm, mình kết hợp làm YouTube này thì mình mới đi nhiều thôi. Song Hỷ và anh Caramel hầu như lễ Tết hoặc là những cái điểm mà nào mà đông đúc là Song Hỷ với anh Caramel không có, chỉ ở nhà thôi. Nhiều khi Noel cũng ở nhà nữa cả nhà, không đi chơi luôn. Tại vì mình thấy được khi mà lễ Tết á, đường xá cũng đông, quán xá cũng nhiều người, thì ra đường thì kẹt xe. Chứ quán xá thì nếu ăn uống cũng phải chờ đợi, rất là khó khăn. Nên thà là mình mua đồ về nhà mình tự ăn với gia đình thì cũng vui. Không có tùy gia đình thôi nha, tại vì một số người sẽ có cuộc hẹn hò bạn bè đi quán rất là tiện. Còn nếu gia đình mình đông thì ở nhà thì vui hơn. Cả nhà biết đó, là mỗi lần mà Song Hỷ đi quay á, Song Hỷ sẽ mua đồ ăn. Có hôm bữa Song Hỷ đi một cái chợ biên giới, Song Hỷ mua thịt heo á. Thế tối về thì Song Hỷ có làm một cái nồi giống như là má heo luộc nè, rồi thêm lưỡi nè, lá mía nè, giò chuồng nè. Thế xong mình nấu tiêu lên mình ăn. Rồi nói cả nhà bữa đó là tốn thêm một thùng bia nữa. Mình vừa tốn mồi mà vừa tốn thùng bia nữa, mà lại đi mua nước đá nữa chứ. Là nguyên cái phòng đó là mình dọn hết luôn, mình lo hết luôn. Mà không có, Song Hỷ không biết nhậu, Song Hỷ chỉ biết ăn thôi, ăn mồi thôi, còn bao nhiêu thì cứ mua sẵn cho. Rồi xong rồi điện hết người này điện người kia, xong lại quan trọng là vui. Và ngồi ở đó ăn uống, bình luận coi kênh của Song Hỷ, bắt buộc là phải coi kênh Song Hỷ nha, chứ không được coi kênh khác. Vui lắm đó nha. Thế ăn cái đùi đi. Khoan để em chở chứ nữa nó khét. Có những cái nó chín rồi nhưng mà ở trong nó còn sống nè. Ở ngoài nó chín nhưng mà trong nó sống. Nó dày quá. Cái này cầu mình cắt ra. Cái nào xương nhiều thì nó mau chín hơn. Đúng rồi. Thịt nhiều dày quá thì nó lâu chín. Cái đùi rất chín luôn nha. Nhưng mà đợi em lấy cái phần cái hơi cắt khét á. Một số còn nữa không, gà nên Caramel nướng ăn nha, còn kia em ăn. Anh nhìn đem hồi lùi, mình nói đem ăn là được rồi. Cho thấy chồng cái đùi lên dơ lên đi. Chào khán giả. Chào khán giả. Cũng tầm ngang vậy mới đẹp che mặt rồi. Chào khán giả, rồi ăn gà nướng. Rồi, 1, 2, 3, ok. Gà hơi bị lỗi xuống ở nhà. Mình đi ăn nhà hàng là quá hồn rồi. Mình đi ăn, mình tự mình nướng. Mứt ban bù già.
gọi là cũng tương đối, không bị quá dơ, mình ăn nó phù hợp với vừa. Dơ quá ăn không nổi nha, nó gà trên này nó dơ lắm. Coi nóng quá, thông thường đồ ăn mà nướng á nó hao lắm, ví dụ con gà này mà luộc á thì ăn không hết nha, nhưng khi nướng là sẽ hết, nó thơm hơn, nó dễ ăn hơn và nó tạo cảm giác thèm ăn hơn, nướng là ngon. Cho ăn gà, cho thịt nè, thịt nữa nè. Đấm đói hả? Dạ. Ngon không? Ngon. Phải để sớm đi. Đây cô nướng thêm cái đầu nè. Ngon không? Ngon. Kêu cô tắm đi. Không, cô không tắm đâu, cô lặn lắm. Ừ. Không ngọt không? Rồi chị ăn đi nha, tại nó hơi còn ít, không sao. Trời mưa tắm xong ăn đã ha. Sớm cô ngủ em chung con. Người ta lâu lắm rồi. Cô thấy cô đâu? Cô mới gọi thôi à. Tao là trên luôn. Vậy hả? Nãy phải lại sớm em chung con nha. Cô đi ra. Ăn nó. Ăn rồi. Cái gì kìa? Ăn. Ăn thôi. Cái nào kia đó. Thích cơm chưa? Ồ, đói quá à. Ăn đói bụng ăn rồi đã luôn không? Đói luôn. Đói luôn ta. Ừ. Ăn lên hả chưa? Nhà con ở đâu? Ừ, Láng Trái. Tân Lợi ha. Chùa Láng Trái. Chùa Láng Trái. Bữa nay đâu vô đây? Vô chơi hả? Dạ. Đi với ai? Đi xe đạp. À, nguyên một nhóm xe đạp đi luôn. Dạ. Ui. Không có người lớn thì cũng đi luôn. Dạ. Rồi đi leo núi lên. Rồi đây không có chuẩn bị đồ ăn sẵn gì chứ hả? Rồi đói thì sao? Ừ, phải có ở dưới xe lấy một bánh. Bánh xe nhiều lắm. Nóng nha. Vậy là hên nữa, hôm nay có cơm luôn, không hơi đói bụng rồi. Nướng theo cho mấy, nướng theo cho bé đi. Gì tên gì? Công thủy. Con thấy chị quay ở người ta đưa bò. Đúng rồi, đưa bò đó. Ừ, phải rồi. Biết rồi. Chị có bò. Không có bò à. Cứ đi chị Nguyên con đi quay đưa bò thôi. Con đi xem. Bỏ anh ta ăn. Bỏ tụi con không sao á. Bỏ tụi con. Chôm. Anh ông lấy con không chơi bò. Quay cho quay lại nơi. Ai vậy tụi con? Tụi sắt hết. Không ăn. Mưa luôn rồi. Đây rồi.
đầu gà mà không biết nào nó chín. Quá đi xin miêu ăn nhiều quá. Bạn ăn chưa? Nó ăn nhiều lắm rồi. Ăn nhiều quá hả? Ăn nhiều quá. Giờ chúc cô chú kêu thêm cơm mấy con ăn nha. Chúc kêu thêm hai chiếc cơm cho hai mấy đứa nha. Chịu không? Rồi ăn đi tắm đi, hồi là quay lại có cơm ăn. Trả tiền sẵn hết rồi, chỉ lại ăn cơm thôi nha. Ok. Ăn hết chưa? Mấy đi tắm rồi đi xe đạp từ Tân Lợi đây luôn, từ chùa Lắm Cháy mà nãy không nghĩ là chỉ là mời chơi thôi, dạng dạng như mời mấy con chú ăn nè, mà nhưng mà chắc bé là đối tượng thiệt đó nha, tại vì tắm xong cái không có gì để ăn á, cái xuống đây ăn nghỉ cơm hết trơn luôn, rồi gà nãy mình thôi là mình còn nửa con mình dễ dành lại, mình cũng nướng luôn, cũng mấy nó cũng thử cơm luôn. Nói thật sự là anh biết mấy bé Khmer là đi chơi thôi chứ không có đem tiền với người dân tàu người Việt đâu, nên anh nhìn thấy anh biết là sẽ đói bụng, cái bé chỉ chạy thôi không bỏ tiền túi đâu. Công Thị sẽ gọi thêm hai dĩa cơm nữa cho mấy bé chút xíu nữa tắm xong ăn, giờ thì ăn bỏ thì lót dạ đi chứ cũng không có bao nhiêu để mà đủ cho mấy bé. Cái bé tuổi này mau đói bụng lắm. Nhất là vừa ăn vừa nướng vậy ngon thế nhỉ. Cái này hồi sẽ để dành lại cho mấy em bé ở trên. Mới nhắc luôn á. À, cho nè. Nào. Ăn đi. Đây đấu tranh sao đây, tôi ăn không? Ăn đi, cho con á. Ăn đi. Cái này mà khôn ha. Không phải ai cho cũng ăn đâu. Cô ăn nhẹ nhàng kìa ha. Đúng là chó nhà người ta. No quá anh Caramel này. Chắc bây giờ thì Sông Hỷ sẽ tranh thủ ăn, xong rồi Sông Hỷ sẽ đi tắm suối. Hy vọng mà cô chú sẽ xem video Sông Hỷ, đón tiếp video tiếp theo của Sông Hỷ là sẽ quay về chia sẻ về cái gì nha. Bây giờ thì Sông Hỷ xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại video sau. Nhớ ủng hộ Sông Hỷ mỗi tối 18 giờ để ra những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị ạ. Bye bye. Xin chào cả nhà, hiện tại thì Sông Hỷ đang có những cái mặt sản quê nhà của Sông Hỷ. Ông bà cô chú nào có mua những cái sản phẩm này thì ủng hộ cho Sông Hỷ nha. Đây là đường mặt hút nốt nguyên chất 100% và xứ sở của quê hương của Sông Hỷ là đó là cây hút nốt, và cây hút nốt này là ở phía sau lưng của Sông Hỷ nè. Đó. Và đây cũng là một trong những đặc sản ở quê Sông Hỷ. Từ cái cây này thì mình lấy mặt ra thì mình làm được cái đường hút nốt như thế này. Đường hút nốt này thì có giá là 60.000 cho một hộp 500g. Và cái màu của nó là màu hoa, màu cánh gián nha cả nhà. Rất là đẹp luôn. Đó. Đây. Ngoài ra là sản phẩm mà đò kế tiếp của Sông Hỷ muốn gửi đến ông bà cô chú đó là đũa hút nốt nha. Đũa hút nốt này thì một hộp 10 gói, 10 đôi có giá là 120.000. Cây này thì chất lượng cây từ 50 năm đến 100 năm. Và ngoài này những cái sản phẩm mà đặc sản của hút nốt thì Sông Hỷ có những đặc sản như là khăn vạch thủ công của đồng bào Chăm 150.000. Mắm cá linh, cá sặc, cá chốt, mắm chèn, mắm thái, mắm lóc. Rồi nước mắm cá linh của Hô Dừa của chị Phan Diễm, chậm chéo kênh Hải Sao là TV. Ông bà cô chú có thể là liên hệ cho Sông Hỷ số điện thoại Zalo, Viber là 0344226262 nha. Ngoài ra là có YouTube nè, fanpage là Sông Hỷ Vlog. Cả nhà có thể ủng hộ cho Sông Hỷ nha.